Cái chết của giáo sư Lưu Hiểu Ba, ngọn đuốc sáng ngời của biểu tượng tự do, có đủ sức mạnh để thúc đẩy dân chúng Hòa Lục đứng lên đòi khát vọng muôn đời này của nhân loại hay không? Để tiếp nối chương trình hôm nay qua chuyên mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài viết Lưu Hiểu Ba, biểu tượng tự do của đất nước Trung Hoa đã qua đời của Phạm Thanh Nghiên, sẽ được chính tác giả trình bày sau đây. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Trung Quốc, giáo sư Lưu Hiểu Ba vừa qua đời ở tuổi 62 tại một bệnh viện thuộc thành phố Thẩm Dương sau một thời gian ngắn điều trị bệnh ung thư gan. Ông Lưu Hiểu Ba bị bắt năm 2008 và bị kết án 11 năm tù giam với cáo buộc âm mưu lật đổ nhà nước. Sau khi đã thụ án được 8 năm, ngày 23 tháng 5 năm 2017, ông Lưu bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan và được đưa ra khỏi nhà tù để điều trị tại một bệnh viện ở Thẩm Dương, Đông Bắc Trung Quốc. Nhà nước Cộng sản Trung Quốc loan tin rằng ông Lưu được ra khỏi nhà tù để trị bệnh là do chính sách nhân đạo của chế độ. Tuy nhiên, chính sách nhân đạo này lại khước từ yêu cầu của gia đình ông Lưu và các tổ chức nhân quyền quốc tế về việc cho phép ông sang Mỹ hoặc Đức chữa bệnh. Tên tuổi vị giáo sư nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng này gắn liền với sự kiện Tiananmen năm 1989, khi nhà cầm quyền Trung Cộng cho quân đội, công an giết hại, thảm sát hàng ngàn người biểu tình ôn hòa đòi dân chủ. Giáo sư Lưu khi đó còn rất trẻ, đang thỉnh giảng tại Đại học Columbia ở New York. Lòng yêu nước và sự quả cảm của một trí thức chân chính đã thúc đẩy ông bay về Bắc Kinh, đồng hành với giới trẻ Trung Quốc tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa và chứng kiến tận mắt tội ác của nhà cầm quyền Trung Cộng. Cùng với một số người sống sót khác, ông Lưu Hữu Ba được thừa nhận là đã có công thương thuyết với quân đội để cứu hàng trăm, có tài liệu nói hàng ngàn người biểu tình khỏi sự giết hại và rời khỏi quảng trường một cách an toàn. Kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn đến trước năm 2008, Lưu Hiểu Ba liên tục bị khủng bố, đe dọa và đã từng hai lần bị bắt đi tù. Ông từng từ chối đi tị nạn chính trị ở Úc, quyết định ở lại Trung Quốc để đấu tranh, vận động nhân quyền trong bối cảnh bị khủng bố rất khốc liệt. Bản án 11 năm tù vào năm 2009, sau hơn một năm bị tạm giam, là bản án dài nhất trên con đường tranh đấu mà ông từng nhận cho đến tận khi ông qua đời. Trong khi Lưu Hiểu Ba bị đày đọa trong nhà tù nhiều năm trời, thì vợ ông, bà Lưu Hà, cũng bị nhà cầm quyền Trung Cộng khủng bố, đe dọa và ngăn cản quyền tự do đi lại. Tháng 10 năm 2010, nhà hoạt động nhân quyền Lưu Hiểu Ba được trao tặng giải Nobel Hòa Bình khi còn đang ở trong tù. Trước ông, từng có hai người được nhận giải thưởng danh giá này trong lúc bị giam giữ là ông Karl von Ossetsky, người Đức, năm 1935 và Aung San Suu Kyi, người Myanmar, năm 91. Nhà cầm quyền Trung Cộng khi đó đã phản đối rất gay gắt giải thưởng này dành cho ông, đồng thời không ngừng cho báo chí môi nhọ và mạ lị ông. Lưu Hiểu Ba từng phát biểu rằng không có thế lực nào có thể ngăn chặn đòi hỏi của con người có được tự do, và Trung Quốc cuối cùng sẽ trở thành một quốc gia được điều hành bởi luật pháp, nơi nhân quyền là trên hết. Sự kiện giáo sư, nhà văn và trên hết là nhà hoạt động nhân quyền đáng kính Lưu Hiểu Ba mắc bệnh ung thư trong tù và qua đời chỉ sau chưa đầy 2 tháng được về nhà chữa bệnh là một sự kiện chấn động. Nó không chỉ phản ánh thực trạng đất nước Trung Quốc dưới sự cai trị của chế độ Cộng sản, mà còn như một sự nối tiếp của quá khứ đen tối hàng ngàn năm trước đến thời đại văn minh nhân loại, tứ văn minh mà Trung Cộng đã khước từ. Trung Hoa dường như chưa thoát khỏi đêm trường Trung Cổ. Cái chết của Lưu Hiểu Ba liệu có đánh động đến người dân Trung Quốc cho một sự trỗi dậy, cho khát vọng tự do từng nhuốm nhiều máu và đổ xuống nhiều sinh mạng? Câu chuyện tù của Lưu Hiểu Ba có làm rúng động tâm can của những người còn lương tri ở bên ngoài biên giới Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Từng ngưỡng mộ Lưu Hiểu Ba, cảm phục ý chí, trí tuệ, tinh thần và tầm vóc của ông, và dấy lên nỗi lo lắng cho những tù nhân lương tâm mang tên Trung Quốc, mang tên Việt Nam, mang tên xứ sở độc tài, với không chỉ đói ăn, thiếu mặc, nhục hình mà còn đối mặt với nhan nhản những thứ độc hại. Khoan hãy nói đến những nghi vấn về chất độc được xâm nhập vào cơ thể của người tù bởi sự ác ý. Sự thực cần phải được nhìn ra là từ nhà tù to cho đến nhà tù nhỏ mang tên Việt Nam, mang tên Trung Quốc đều đầy rẫy những mầm chết khi mà môi trường đã bị chính những người cộng sản ở hai quốc gia này tàn phá. Phạm Thanh Nghiên.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, Cali 95161 hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức, thưa quý vị.